Cây kim quýt nè các bạn, cây này cây cũ à, lễ mình bán một số cây rồi thanh lý, có trái một số trái kia chín, hái ăn thử, hái ăn luôn, còn trái nhỏ nè, bữa clip cũ mới có mấy trái chín. Cây này cái phong nói chung nhìn nó già cây với lại nó lạ mắt, uống theo kiểu ngẫu nhiên thôi chứ không có bài bản kề bài gì nha bạn, uống theo kiểu nhà dân, uống theo kiểu tự phát thôi. Cây này cao 5-47 50 các bạn ơi, cái tàn nó 50. Kim quýt nha các bạn, cây này nó già cây dữ lắm, xíu mà nó già. Trồng trong cái chậu đất luôn nè. Cây này nó bự cả ngón chân cái các bạn ơi. Nhỏ hơn ngón chân cái tí xíu. Nhưng mà cái cành, tỷ lệ cành nó gần bằng cái cây luôn. Nó già cây này nói chung là làm khoảng 7-8 năm, mình đoán chắc khoảng 7-8 năm trở lên chứ không dưới đâu. Già cành dữ lắm rồi, quái quái rồi. Cây này nói chung mình thay đổi cái chậu là cái cây nó thành cái cây nó đẹp á. Trồng trong cái chậu quá cũ, chậu xi măng không có giá trị, nhưng mà thay đổi đầu tư vô cái chậu đẹp đẹp là nhìn cái cây này nó cũng có hồn lắm. Chim quýt nha bạn, này lễ mình bán một số cây, một số clip thôi, như là giai đoạn này dịch bệnh quá các bạn ơi, cây cối nó cũng chậm dữ lắm, ráng ráng qua lễ này coi dịch bệnh rồi nó có ổn gì không. Nhưng mấy thấy mấy nước ở Đông Nam Á mình cũng bị nhiều quá, Ấn Độ là bị nặng, sắp lễ hội gì rửa tội gì của Ấn Độ nó chắc chết còn dữ nữa, nguy hiểm quá trời, tính mạng mà coi thường quá, tính mạng con người mà nhiều khi họ theo đạo Hồi họ không sợ nè, họ tin đạo sùng đạo quá nên họ không sẽ, nhiều khi họ không sẽ chết, chứ gặp Việt Nam mình nhiều khi không phải mình nói mình sợ chết nhưng mà cái đó tính mạng của mình phải bảo tính mạng mà ai không sợ mấy bạn. Còn như họ theo đạo Hồi, làm như đạo Hồi nó sùng đạo quá, nó không sợ mà. Chứ nhiều khi đạo Phật mình cũng sợ thấy bà chứ. Chị quýt nha bạn.